Hello, xin chào tất cả mọi người chủ nhật vui vẻ nha hôm nay lina muốn hỏi mọi người nè đố mọi người cái gì quan trọng nhất Các ai biết gì quan trọng nhất không có nhiều người có nhiều người sẽ nói là tiền quan trọng nhất gia đình quan trọng nhất công an việc làm quan trọng nhất có nhiều anh chị đang yêu đương thì chồng quan trọng nhất, vợ quan trọng nhất, con quan trọng nhất. đối với anh chị cái gì quan trọng nhất? hồi xưa á mình không biết á, khi mà mình đang yêu đương á thì mình nghĩ là cái người yêu đó là quan trọng nhất, không có anh em sống không được. <laughs> nhưng mà chia tay anh rồi em thấy em tốt hơn đó đâu có quan trọng nhất đâu <laughs> có nhiều người nói cha mẹ là quan trọng nhất thì khi mà cha mẹ về già cha mẹ không còn ở đây nữa thì mình cũng vẫn sống mà phải không đâu có ai đi theo cha mẹ đâu con cái cũng vậy nữa mẹ không có con mẹ chết <laughs> con hết đi rồi mẹ vẫn bình thường có nhiều người mẹ à, tranh giành con cái với nhau À, sau này con nó đi rồi Cũng đi lấy chồng khác đó Những cái mình nghĩ quan trọng nhất Nhưng mà thật sự nó không có phải là quan trọng nhất Mình chỉ nghĩ là mình cần có nó thôi Tại vì không có nó Thì cái cuộc đời của mình nó sẽ cảm thấy Bị thiếu cái gì đó Nhưng mà cái đối với Lina quan trọng nhất Anh chị biết gì không Anh chị theo Lina bấy lâu nay Rồi phải biết đối với Lina cái gì quan trọng nhất chứ Đăng Cái cơ thể này Cơ thể này quan trọng nhất Tại sao? Hồi sáng này Lina có mở Facebook ra thì thấy có một cái uh, nam ca sĩ qua đời. Thì Lina cũng không biết về cái anh nam ca sĩ này thì cũng cả chục năm nay rồi Lina không có nghe không có nghe Pierce by Night hay là không có nghe nhạc đồ nhiều nữa. À, lâu lâu thì mình nghe nhạc Việt Nam, mình thích nhạc Việt Nam từ nhạc trẻ. Thì nghe anh ca sĩ này mắc thì có bé này nói với Lina là ô anh này là bị nhồi máu cơ tim ở tuổi 44. Tôi nói rồi Mình cũng 44 tuổi <laughs> Ngay cái tuổi của mình luôn Thì bé này nó cũng kể cho Lina là hai tháng hai hai tuần trước thì nó cũng bị nằm nó cũng nhập viện thì nó cũng bị giống như cái anh đó thì bé này là bé bán bảo hiểm à, bé này bán bảo hiểm thì bé nói nhiều khi có chuyện gì xảy ra đó thì khi mình có cái bảo hiểm á, thì nó cũng sẽ tốt hơn cho gia đình mình tại vì mình đâu có biết là một trong hai người ai sẽ có chuyện gì đó xảy ra mà lỡ có chuyện xảy ra thì sao phải không thì Lina cũng nói với bé đó cái đó là lý do tại sao chị làm gì sức khỏe? Có sức khỏe thì tất cả mọi thứ mình sẽ có. Còn nếu như mình không có sức khỏe thì coi như là mình mất hết tất cả. Ok. Nên ở đây Lina chỉ cho anh chị nè. 11 giờ Lina học được ở trong câu lạc bộ á, là cái công thức để chăm sóc sức khỏe của mình. Thì mười hồi đó đó là mình chỉ uống thì mình uống thôi. Mình cứ nghĩ mình đói thì mình uống thôi. Nhưng mà giờ không phải. Mình hiểu rồi. Mình hiểu cái cơ thể của mình, cái tế bào của mình nó hoạt động ra sao càng ngày mình càng đọc sách càng ngày mình càng lên những cái lớp zoom mình học thì cái tự nhiên cái kiến thức của mình nó cũng đi theo và bắt đầu cái cái tư duy của mình nó cũng phát triển anh chị thì linh nè chị cho anh chị nè thường thường khi mà anh chị ăn ăn trái cây đi ha ăn trái cây thì nó thường thường nó sẽ mất bao nhiêu lâu ba chục phút nó mới tiêu hóa ha à, anh chị ăn cơm thì nó sẽ mất là hai tiếng mới tiêu hóa còn anh chị anh chị mà ăn thịt bò thịt heo ha, thì nó sẽ mất là 4 tiếng mới tiêu hóa còn thịt gà thì như là hai ba tiếng vậy đó nó mới tiêu hóa thì tất cả những cái đồ ăn đó thì nó cần phải tiêu hóa thì nó mới vô trong cái tế bào của mình được tại cái cơ thể này của mình làm bằng gì bằng năng lượng bằng hàng tỷ hàng tỷ cái tế bào nó ráp lại nó mới ra cái cơ thể này của mình cho nên nhiều khi mình ăn á không phải là mình ăn vô cái miệng là mình nuôi cái miệng của mình không có cái miệng chỉ là một cái cái dụng cụ thôi để nhai đồ ăn thôi xuống tới cái hệ thống tiêu hóa thì cái hệ thống tiêu hóa này nó làm sao nó sẽ làm cho đồ ăn nó tiêu hóa ra thì cái đồ ăn đó nó mới đi hết những cái cho những cái tế bào của mình cho nên anh chị có coi một cái băng mình đi nè nói về nước không đó nói về nước hay sao khi mình cầm lên nước lên một cái mặt <laughs> phun lên để anh chi não bộ đánh thức hàng tỷ cái tế bào để cho nó nhận được cái nước đó thì á Lina học với Lina biết cái cái cơ thể của mình nó nó có hai giờ quan trọng nhất cho cái tế bào của mình. Thì nếu như mà thường thường mỗi ngày mình thức dậy á, mình bận làm việc này, mình bận làm việc kia, có nhiều anh chị đi làm neo đi làm tóc hoặc là có nhiều anh chị đi làm eyelash nè. Nhiều khi mà mình mình vô vừa vô chỗ làm cái mình ngồi xuống mình làm liền luôn, mình không có thời gian để mình ăn sáng luôn. Thì khi mình không có thời gian ăn sáng là cái sức khỏe đó bị ảnh hưởng là ảnh hưởng của ai? ảnh hưởng của mình phải không cho nên á liên nào xưa mình làm neo mình bị đau bao tử mình biết là nó rất là khó chịu nhiều khi hả gặp cái bà khách nào mà cái giò bự bự nữa thôi luôn coi như là cái ngày đó là xong luôn <laughs> không cho nên cái 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 dược thảo á mỗi ngày anh chị thấy Lina đều uống dược thảo hồi đó là Lina uống cả 12 giờ nhưng mà bây giờ Lina học rồi Lina biết rồi hai cái giờ cao điểm nhất để cho mình cho cái cơ thể mình có cái dinh dưỡng á là từ 11 giờ 11 giờ là một cái và 4 giờ chiều là hai cái hai cái giờ đó là cái tế bào của mình nó nó đi ra để làm chi nó hút dinh dưỡng vào tại nó cần năng lượng mà nó cần năng lượng để nó sống cho nên khi mà mình ăn đúng mình uống đủ phải không mà mình mình hoạt động nữa mình tập thể dục thể thao nữa đó làm cái cơ thể của anh chị ở càng ngày nó càng khỏe mà anh chị sẽ càng ngày anh chị sẽ càng trẻ ra chứ không có phải là sáng sớm ngủ dậy bưng một tô xôi ăn một tô xôi là xong tại tô xôi nó sẽ mất tới 2 tiếng mới tiêu hóa với tỷ như bây giờ anh chị ăn tô xôi là 6 giờ đi mà 8 giờ thì nó tiêu hóa mà 8 giờ thì cái tế bào nó lại không có phải là cái giờ của nó thì nó lại không có hấp thụ được cái dinh dưỡng đó vào thì khi mà không hấp thụ được dinh dưỡng thì dinh dưỡng đi đâu nó sẽ biến thành mỡ đó tại sao mà ăn xôi bị mập cho nên có nhiều khi á, mình ăn đúng giờ cái tế bào của mình á thì á, anh chị có ăn cơm anh chị cũng không có mập nữa nhưng mà ly nè khi mà ly nè uống cái ly dinh dưỡng này nè cái tại cái ly dinh dưỡng này nó không có cần phải tiêu hóa nó đã là một cái phân tử rất là nhỏ rồi cho nên khi mà chẳng hạn như bây giờ là 10 giờ ba mươi lăm uống nè nó sẽ thẩm thấu vô cái tế bào của mình luôn thấy không mình không cần phải chờ hai tiếng còn nếu như mà anh chị biết á 11 giờ là giờ cái tế bào nó ra để nó nạp dinh dưỡng, nó nạp năng lượng thì anh chị phải ăn ăn cái gì đó mà anh chị canh làm sao mà cho nó tiêu ngay cái giờ đó để tế bào nó hấp vô. thì nhiều khi mình bận rộn mình đâu có thời gian để mình làm những cái gì đó phải không? Nó nói ăn là không có thời gian ăn nữa ngồi đó mà canh canh giờ canh giấc cái gì. đó. cho nên đó, uống một cái ly dinh dưỡng lúc 11 giờ là rất là tiện nghi mà dinh dưỡng rất là cao nữa. rồi buổi tối cũng vậy nữa. hôm bữa nào thử thường thường 4 giờ chiều ly không bao giờ uống dinh dưỡng trời ơi tôi nói tôi uống có một ly 4 giờ chiều mà nó no <laughs> nó no nó no cho tới tối luôn cái ly nào mới nói wow đúng là trong cái ly của công ty ly nè nó để nè không có quan trọng là mình ăn cái gì quan trọng là cơ thể của mình hấp thụ được cái gì mình ăn mà không hấp thụ được thì cũng như không nhưng mà mình ăn đúng giờ đúng giấc mà cái dinh dưỡng nó lại vô trong cái tế bào của mình luôn trời ơi nó no nó no mình đi nè nói Ôi, tới giờ này thường thường mình hay thèm ăn này thèm ăn kia Mà vậy nó no cái bụng nó cứng quá làm sao mà ăn đây Đó Tất cả mọi thứ đều phải qua trải nghiệm Cho nên khi mà Lina làm cái băng này để chia sẻ với anh chị Là bản thân mình nha Bản thân mình là mình đã trải nghiệm rồi à, Cái ly dinh dưỡng này của Lina Mình thích uống lắm Nếu mà anh chị theo dõi Lina Mình uống cái này là 6 năm Từ hồi 2018 Tháng tháng 1 ngày 1 2018 Thì cái ngày đầu tiên mà Lina uống cái ly này và cái ly này á, là cái ly mà phải nói á, là nó cho Lina dinh dưỡng nè hồi xưa á, Lina là dạng là thiếu máu á, mình bị là huyết áp thấp nữa chóng mặt triền miên nó nói á, nhiều khi mà cái tay mà nó dọng cho đây đang cái thôi là xỉu đang lái xe chóng mặt ngắt ồ nặng vậy luôn á mà sau này lúc mà Lina bắt đầu áp dụng cái này tới được 4, 4 tháng 4 tháng rưỡi vậy đó đi cho máu luôn anh chị ghê không đi cho máu luôn đi cho máu mà bây giờ tới tới giờ là ghiền đi cho máu luôn biết tại sao ghiền đi cho máu không đâu có ai thích đau đâu rồi chuyên gia sợ kim sợ kim lắm nhưng mà phải đi cho máu hôm bữa mẹ ly nào hỏi liên nè câu nè con ồ, đi cho máu nhiều hoài Cái tốt cho sức khỏe không nó tốt chứ mẹ tốt ông mới cho vừa tốt cho sức khỏe của mình tại sao mình nạp dinh dưỡng vô là nó nuôi cái cơ thể này cái cơ thể này nó khỏe thì mình mới đi cho máu được thì khi mà anh chị đi cho máu thì cái tốt hơn nữa là gì anh chị cứu được ba người khi mà máu của anh chị thông qua những cái khoa học nó nó chứng nhận mà máu của mình tốt mà có thể cứu được người ta đó thì nó sẽ đem máu của mình để đi cứu à, thường thường cái máu của Lina là nó đem cứu cho những người ở bên New York á không biết sao bên New York nó hạt với máu Lina mỗi lần mà thấy máu Lina đi đâu là thấy về phía bên New York về bên Philadelphia về bên 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 hướng phía ở bên Boston của 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 Mỹ á đó. đó thì, thì cái đó là cái động lực mà nó cho mình phải chăm sóc sức khỏe của mình tại vì khi mà mình chăm sóc sức khỏe của mình á thứ nhất mình là cái người được cái hưởng đó trước mình hưởng được một cái cơ thể khỏe mạnh mình có được một cuộc sống đầy đủ phải không và cái thứ hai á mình không có làm phiền những người xung quanh những người xung quanh á mình muốn chăm sóc họ thì mình phải chăm sóc bản thân mình trước chứ có nhiều chị á nhiều khi hả làm bỏ ăn luôn không ăn luôn ôi đi làm kiếm tiền nuôi gia đình trước đi à, ăn từ từ ăn rồi đau bao tử ngã bệnh ra xong đi ai lo cho con cái ai lo cho chồng ai lo cho cha mẹ đó cho nên mình phải chăm sóc bản thân của mình trước anh chị nếu như mà anh chị không có ăn được cái thời cái thời điểm đó đó anh chị hãy uống một cái ly dinh dưỡng như nè uống cái dinh dưỡng vô để anh chị chủ yếu là nuôi cái cơ thể này đi anh chị thích tiền phải không thích nhà cửa phải không thích xe phải không thích vợ đẹp thích chồng chồng ngon phải không con con giỏi phải không anh chị thích đi du lịch phải không anh chị thích rất là nhiều phải không đó không có cái này hả bye bye hết đi mắc hết tất cả chỉ có khi anh chị có một cái cơ thể khỏe mạnh thì anh chị mới có được tất cả mọi thứ thôi tại sao mà Lina này chỉ anh chị hoài phải có cái lòng biết ơn biết ơn cái cơ thể này của mình đi mỗi sáng ngủ dậy tôi cảm ơn trái tim của tôi quy một đêm làm việc không ngừng nghỉ và đến giờ này bạn cũng vẫn tiếp tục làm <laughs> cho ch 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 đừng có nói cảm ơn bạn quy một đêm không ngừng nghỉ bây giờ bạn ngừng nghỉ xong luôn <laughs> à, cảm ơn cảm ơn mọi mọi điều mà uống cái ly nước này nè như tỷ mình uống cái ly nước ly nước cũng được nha không phải không nhất thiết phải cái ly dinh dưỡng tại ly này đang cầm cái ly dinh dưỡng anh chị uống cái ly nước cảm ơn cảm ơn nước đã cho tôi có một được một cái cơ thể khỏe mạnh cảm ơn nước đã thanh lọc những cái độc tố trong người của tôi ra cảm ơn nước vì cơ thể của tôi 73% là nước tôi cần nước hơn tất cả tôi yêu nước tôi thương nước tôi rất là hạnh phúc khi mà tôi uống nước còn cái ly dinh dưỡng này thì sao Cảm ơn dinh dưỡng đã nuôi cho hàng tỷ cái tế bào của tôi được mạnh khỏe. Cảm ơn dinh dưỡng đã giúp cho tôi phòng chống được rất là nhiều cái bệnh. Cảm ơn dinh dưỡng đã cho tôi có một cái sức khỏe khỏe mạnh để tôi có thể tồn tại và sống à, còn còn ở ở trên thế giới này và lo cho những người xung quanh tôi. Đó, cảm ơn cái ly nước xong anh chị hãy uống nước. Đó. hồi xưa mình không biết à, uống thôi à, nút nút lại cho nó xong. U cái cơ thể cần phải nút vô, nút vô nhưng mà mình không biết mang ơn ấy, nó cũng không lấy nữa anh chị nó không lấy cho nên bây giờ mình hãy tập cái tánh mang ơn biết mang ơn những thứ mình anh chị ăn đồ ăn á ăn cơm á gấp miếng cơm lên cảm ơn cơm đã cho tôi dinh dưỡng ăn không cần phải nói ra nói thầm thôi nhưng mà lúc nào mình cũng cảm ơn đó, đó. giống như là cho ta nói đi đứng nằm ngồi nghỉ ngơi làm cái gì cái cái từ cảm ơn nó cũng nằm ở trong đầu của mình hết á nhìn cái là cảm ơn nhìn cái là cảm ơn mở miệng là cảm ơn trước khi nói chuyện ai cũng cảm ơn trước đi cảm ơn cái cuộc nói chuyện này cảm ơn anh chị coi cái băng của ly nè cảm ơn anh chị bình luận những cái những cái bình luận rất là tích cực giúp cho ly nè có thêm cái động lực để chia sẻ thêm nhiều cái kiến thức mà ly nè học được đó mình cảm ơn không có mất mát gì đâu càng cảm ơn thì càng nhiều anh chị coi chứ có gì đâu còn không cảm ơn hả mấy anh chị xóa mình luôn mấy chị không có follow mình luôn <laughs> ok thôi ly nè chia sẻ vậy thôi mong là anh chị hiểu là trên đời này cái gì cũng quan trọng hết không có cái gì là không quan trọng nhưng mà cái quan trọng nhất là cái cơ thể của mình và nếu như mình muốn có một cái cơ thể khỏe mạnh thì bắt buộc mình phải ăn uống đầy đủ và mình phải hoạt động không cần phải đi tập thể dục đâu à, lina phải tập tạ tại vì mình thích uh, mình thích chơi cái trò đó trò chơi một người nhưng mà anh chị đi bộ nắm tay chồng nắm tay vợ đi bộ nắm tay người yêu đi bộ đạp xe đạp chơi với con cái đó mấy cái đó, mấy cái tập thể dục đó. không có nhất thiết phải đóng tiền cho phòng tập đâu nha Thế nên nhiều khi mà Lina nó tập thể dục anh chị đừng có nghĩ là trời ơi, Lina cơ bắp của nó nhiều quá mình phải đi vô trong phòng tập mình mới được như vậy, không cần, không cần cơ bắp. Cần cái cơ thể khỏe thôi, cần cái dinh dưỡng ở trong của mình thôi. Ok, vậy đi ha. Thì bây giờ Lina chúc cho anh chị bên Việt Nam ngủ ngon và chúc cho anh chị ở bên Mỹ ngày chủ nhật có một ngày nghỉ ngơi thật là tốt và mong chúc cho anh chị bắt đầu một tuần mới tràn đầy năng lượng và có nhiều sức khỏe. Và có một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ, bình an và thịnh vượng. OK, xin chào mọi người. Bye bye.